Các đề khai mở các luân xa, theo đức tin trong đạo Hindu hoặc đạo Phật, luân xa là những vùng năng lượng rộng lớn, nhưng khi còn khép kín trong cơ thể, có chức năng điều khiển những thuộc tính tâm linh của chúng ta. Người ta cho rằng tất cả những bảy luân xa, bốn luân xa ở phần trên cơ thể điều khiển những đặc tính về tinh thần và ba luân xa ở phần dưới cơ thể điều khiển những tính năng về bản năng. Đó là luân xa Mulahara, luân xa Sahitana, xương cùng, luân xa Manipura, búi mặt trời, luân xa Anahata, tim, luân xa Vishuddhi, cuốn hồng, luân xa Ani, con mắt thứ ba, luân xa Saharasa, vương miệng. Trong thuyết giảng đạo Hindu, Phật giáo, mỗi luân xa đều có tác động đến trạng thái khỏe mạnh và hạnh phúc của con người. Bản năng thường kết hợp với cảm giác và tư duy của chúng ta. Một số luân xa thường không được khai mở hết, tức là chúng chỉ hoạt động như khi chúng ta vừa mới chào đời, nhưng một số còn lại lại hoạt động quá mức, thậm chí là gần như đóng kín. Nếu như những luân xa không cân bằng, chúng ta sẽ không đạt được sự thư thái nội tại. Bạn hãy đọc tiếp để khám phá trang nghệ thuật nhận thức về luân xa, cũng như một trong những phương pháp rất hiệu quả để có thể nhằm khai mở được chúng. Các bước. 1. Hiểu rằng nếu như đang khai mở những luân xa, bạn sẽ không cần phải cố gắng kiềm chế những luân xa trong hoạt động quá mức. Chúng chỉ đơn thuần là bù trừ cho sự kém hoạt động của những luân xa đang khép kín. Một khi tất cả những luân xa đã được khai thông, năng lượng sẽ được điều chỉnh và trở nên cân bằng. 2. Khai mở luân xa gốc màu đỏ. Luân xa này dựa trên nhận thức về thể xác và cảm giác thoải mái trong nhiều tình huống. Khi luân xa gốc mở, bạn sẽ cảm thấy thăng bằng, sáng suốt, vững vàng và an toàn. Bạn không vô cớ nghi ngờ về những người xung quanh mình. Bạn có thể cảm nhận thực tại với những gì đang xảy ra ngay tại khoảnh khắc đó và kết nối chặt chẽ với cơ thể của bạn. Nếu luân xa này kém hoạt động, bạn thường sợ hãi hoặc hồi hộp và dễ có cảm giác như mình không được chào đón. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn có xu hướng thiên về vật chất và tham lam. Bạn cảm thấy như mình luôn an toàn và không thích ứng với những sự thay đổi. Vận động cơ thể và nhận thức về nó, tập yoga, đi bộ vòng quanh khu phố hoặc dọn dẹp nhà cửa. Các hoạt động này sẽ giúp cho bạn cảm nhận được cơ thể của mình và tăng cường sức mạnh cho luân xa. Tiếp đất, điều này có nghĩa là bạn kết nối với mặt đất và cảm nhận nó dưới chân mình, đứng thẳng và thả lỏng, hai chân dang rộng bằng vai và hơi trùng đầu gối. Di chuyển xương chậu ra phía trước một chút và giữ cho cơ thể thăng bằng, sao cho trọng lượng phân phối đều ở dưới hai lòng bàn chân, sau đó hãy hạ trọng tâm về phía trước, giữ tư thế này trong vòng vài phút. Sau khi kết nối được với mặt đất, bạn hãy ngồi xếp hình như hình vẽ. Đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ chạm vào nhau với động tác nhẹ nhàng, tập trung vào luân xa gốc và ý nghĩa của nó. Luân xa này nằm tại điểm giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Lặp đi lặp lại làm khẽ nói nhưng rõ ràng, trong suốt thời gian thực hành, bạn cần phải thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về luân xa, ý nghĩa của nó và cách hoạt động và sự ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục cho đến khi bạn hoàn toàn thư giãn, điều này có thể đem lại cho bạn một cảm giác thanh sạch. Hình dung một đóa hoa màu đỏ còn khép, tưởng tượng một nguồn năng lượng rất mạnh đang phát ra từ đó. Đóa hoa đang nở ra với bốn cánh hoa tàn đầy năng lượng. Siết chặt các cơ vùng đáy chậu, nín thở và thả lỏng. 3. Khai mở luân xa xương cùng màu cam. Luân xa này chịu trách nhiệm về cảm giác và tình dục. Khi luân xa xương cùng khai mở, cảm giác của bạn sẽ được giải phóng và biểu hiện ra bên ngoài nhưng không thái quá. Bạn sẽ cởi mở và sự gần gũi, đồng thời có thể trở nên nồng nàn và hòa đồng. Bạn cũng sẽ không gặp trục trặc gì về tình dục. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn thường thụ động và thiếu cảm xúc. Bạn không thực sự cởi mở với bất kỳ ai. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn sẽ luôn nhạy cảm và xúc động. Bạn cũng có thể có nhu cầu tình dục rất cao. Quỳ gối và giữ luân thẳng đứng nhưng thả lỏng. Đặt hai tay lên đùi, tay này đặt lên tay kia, lòng bàn tay ngửa lên. Lòng bàn tay trái đặt bên dưới ngoài của các ngón của bàn tay phải, hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. Tập trung vào luân xa xương cùng và ý nghĩa của nó. Luân xa này nằm tại xương cùng lưng dưới. Lặp đi lặp lại vam, nói khẽ nhưng rõ ràng, trong suốt thời gian thực hành, bạn cần phải thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về luân xa, ý nghĩa của nó và cách hoạt động hoặc sự ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục thực hành cho đến khi bạn hoàn toàn thư giãn, lần này bạn cũng sẽ có cảm giác thanh sạch. 4. Khai mở luân xa rốn màu vàng. Luân xa này điều khiển sự tự tin, đặc biệt khi bạn ở trong một nhóm. Khi luân xa rốn mở ra, bạn sẽ có cảm giác tự chủ và nhận thức được giá trị của chính mình. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn có xu hướng thụ động và do dự. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy e sợ và điều đó không có lợi cho bạn. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn có xu hướng độc đoán và hung hăng. Quỳ gối giữ luân thẳng nhưng thả lỏng. Đặt hai bàn tay trước bụng, hơi thấp hơn búi mặt trời một chút.
các đầu ngón tay chụm vào nhau và hướng ra xa người. Hai ngón cái bắt chéo nhau và giữa các ngón tay, điều này là quan trọng. Tập trung vào luân xa rốn và ý nghĩa của nó, luân xa này nằm trên cột sống cao hơn rốn một chút. Lặp đi lặp lại ram, nói khẽ nhưng rõ ràng. Trong suốt thời gian thực hành, bạn cần phải thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về luân xa đó, ý nghĩa của nó, cách hoạt động hoặc ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục thực hành cho đến khi hoàn toàn thư giãn, bạn sẽ có cảm giác thanh sạch với mọi luân xa. 5. Mở luân xa tim màu xanh lá. Luân xa này xoay quanh tình yêu, sự chăm sóc và lòng thương mến. Khi luân xa tim được mở ra, bạn có thiên hướng giao lòng trắc ẩn và thân thiện với mọi người, luôn duy trì các mối quan hệ thân tình. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn thường lạnh lùng và không thân thiện. Nếu như luân xa này được hoạt động quá mức, bạn có xu hướng quá yêu thương mọi người đến mức khiến cho họ ngột ngạt và có thể bị mọi người xem như ích kỷ về mặt này. Ngồi xếp bằng. Ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay chụm vào nhau. Đặt bàn tay trái lên đầu gối chân trái và đặt bàn tay phải lên ngực bên dưới xương ức. Tập trung vào luân xa tim và ý nghĩa của nó. Luân xa này nằm trên cột sống ngang bức tim, lặp đi lặp lại giam, nói khẽ nhưng rõ ràng. Trong suốt thời gian thực hành, bạn cần phải thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về luân xa đó, ý nghĩa của nó và cách hoạt động hoặc ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục thực hành cho đến khi bạn hoàn toàn thư giãn và cảm giác thanh sạch quay trở lại hoặc là dâng lên mạnh mẽ trong cơ thể của bạn. 6. Khai mở luân xa cuốn hồng màu xanh da trời. Luân xa này được dựa trên sự truyền đạt và thể hiện bản thân. Khi luân xa cuốn hồng được khai mở, bạn sẽ dễ dàng thể hiện được bản thân và nghệ thuật một hình thức tuyệt vời để có thể làm điều này. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn thường ít nói và được xếp vào tiếp người rụt rè và nhút nhát. Nếu như thường xuyên nói dối, luân xa này sẽ có thể bị tắc nghẽn. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn có xu hướng nói quá nhiều và làm phiền mọi người. Khi đó bạn cũng có thể là một người không biết lắng nghe. Quỳ gối như trên. Các ngón tay của hai bàn tay đang vào nhau bên trong lòng bàn tay, trừ hai ngón cái, hai đầu ngón cái chạm vào nhau và hướng lên trên một chút. Tập trung vào luân xa cuốn họng và ý nghĩa của nó, luân xa này nằm tại cuốn họng, lặp đi lặp lại âm ham, nói khẽ nhưng rõ ràng. Trong suốt thời gian thực hành, bạn cần thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về luân xa đó, ý nghĩa của nó và cách hoạt động hoặc ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục thực hành trong khoảng 5 phút và cảm giác thanh sạch một lần nữa được nâng cao hơn. 7. Khai mở luân xa con mắt thứ ba màu chàm. Như tên gọi của nó, luân xa này điều khiển cái nhìn sáng suốt. Khi luân xa này khai mở, bạn sẽ có khả năng thấu triệt nội trội và thường hay nằm mơ. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn có xu hướng trông dựa vào người khác suy nghĩ hộ mình. Vì không phụ thuộc quá nhiều vào niềm tin, bạn cũng rất thường bị nhầm lẫn. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn có xu hướng suốt ngày sống trong thế giới tưởng tượng. Ở mức độ cực đoan, bạn có thể trải qua những giấc mộng hão huyền, thậm chí là những ảo giác. Ngồi xếp bằng, đặt hai bàn tay lên phần ngực dưới, hai ngón tay duỗi thẳng, đầu ngón tay chạm vào nhau, hướng ra ngoài cơ thể. Các ngón còn lại gặp vào, hai đốt ngón tay trên cùng chạm vào nhau, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau và hướng về phía trong thân mình. Tập trung vào con mắt thứ ba và ý nghĩa của nó, luân xa này nằm giữa hai đầu chân mày và hơi cao hơn chân mày một chút. Lặp đi lặp lại ôm, nói khẽ nhưng rõ ràng. Trong suốt thời gian thực hành, trạng thái thư giãn của cơ thể diễn ra một cách tự nhiên. Tiếp tục suy nghĩ về luân xa đó, ý nghĩa, cách hoạt động hoặc ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của bạn. Tiếp tục thực hành cho đến khi cảm giác thanh sạch dường như đã quay trở lại hoặc mạnh mẽ hơn. 8. Khai mở luân xa vương miện màu tím. Đây là luân xa thứ 7 và linh thiêng nhất, luân xa của trí tuệ và sự hài hòa với vũ trụ. Khi luân xa vương miện được khai mở, những định kiến sẽ biến mất khỏi danh sách những việc làm của bạn và dường như bạn nhận thức rõ hơn về thế giới và sự kết nối giữa bạn với thế giới. Nếu như luân xa này kém hoạt động, bạn thường không thiên về tâm linh lắm và có thể cứng nhắc trong suy nghĩ. Nếu như luân xa này hoạt động quá mức, bạn có xu hướng triết lý về mọi sự việc. Tâm linh dường như luôn là một điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Và nếu như điều này trở nên thái quá, thậm chí là bạn còn có thể phớt lờ mọi nhu cầu của cơ thể, thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Ngồi xếp bằng, đặt hai bàn tay lên bụng, hai đầu ngón tay út chạm vào nhau, hướng lên và ra xa cơ thể. Những ngón tay còn lại sẽ đan vào nhau. Ngón cái bàn tay trái đặt bên dưới ngón cái của bàn tay phải. Tập trung vào luân xa vương miện và ý nghĩa của nó. Luân xa này đập trên đỉnh đầu, lặp đi lặp lại âm thanh NG, nói khẽ nhưng rõ ràng. Phải, âm thanh này nói cũng khó như cách viết của nó. Trong suốt thời gian thực hành, bạn cần phải hoàn toàn thư giãn và tịnh tâm, nhưng không phải là ngừng tập trung vào luân xa vương miện. Tư thế thiền này sẽ kéo dài lâu nhất, không ít hơn 10 phút.
Cảnh báo, không sử dụng tư thế thiền này cho luân xa vương miện nếu như luân xa gốc không mạnh hoặc chưa mở. Trước khi thực hành với luân xa cuối cùng, bạn cần phải có một nền tảng mạnh mẽ và những bài tập cho luân xa gốc sẽ đem lại cho bạn điều này. Lời khuyên, nếu là một người mới bắt đầu, bạn hãy cố gắng không ngồi thiền quá nhiều. Cố gắng thiền hàng ngày, ngay cả khi bạn không có nhiều thời gian, bạn có thể ngồi thiền bao lâu tùy ý. Khi kích hoạt con mắt thứ ba, bạn hãy nhẹ nhàng xung quanh vùng con mắt thứ ba với động tác xoay tròn. Ngồi ở nơi yên tĩnh và ấm áp, thực hành về những bài tập này như là tập thiền. Vào mùa hè, bạn có thể ngồi trên cánh đồng hoặc trong vườn. Vào mùa đông, một căn phòng ấm áp không có yếu tố gây sao lãng là thích hợp. Nếu như bạn có phòng sông hơi, đó cũng là một nơi rất tốt để có thể ngồi tĩnh tâm và thanh lọc tâm trí. Tuy rằng, ít có ai làm như vậy.